Tin bóng đá hôm nay, muốn có Van der Beek, Real phải trồng đủ 65 triệu euro. MU nhắm Aubameyang và Dani Alves. Huấn luyện viên Park Hang-seo không bị ám ảnh chuyện tiền lương, là những tin tức đáng chú ý 24 giờ qua. Theo Marca đưa tin, Real Madrid sẵn sàng chi ra 50 triệu euro để có tiền vệ Donny van de Beek của Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, số tiền đội bóng Hà Lan muốn nhận nếu bán cầu thủ 22 tuổi này là 65 triệu euro. Với việc Lukaku dự kiến chuyển sang Inter Milan, MU đang lên kế hoạch cùng Emerick Aubameyang, chân sút số 1 của kình địch một thời Arsenal. Năm ngoái, Arsenal đã chi 54 triệu bảng để có tiền đạo người Gabon này. MU đàm phán ký Dani Alves, mặc dù đã hoàn tất thương vụ Wan-Bissaka, chỉ còn chờ chữ ký chính thức, MU vẫn đang muốn có thêm hậu vệ phải là Dani Alves. Năm ngoái, huấn luyện viên Jose Mourinho từng lôi kéo Dani Alves về Old Trafford nhưng thất bại. Giờ đây, Ed Woodward đang hy vọng có được Dani Alves. Sau khi cầu thủ người Brazil xác nhận rời PSG theo dạng tự do, Dani Alves đã 36 tuổi, nhưng vẫn có thể thi đấu đỉnh cao. Mùa giải vừa qua, anh là trụ cột của PSG và cũng là nhân tố quan trọng trong đội hình Brazil dự Copa America 2019. Theo Frank Football, MU, Man City, Inter và Barca hiện là những đội bóng theo đuổi Dani Alves. Cũng có đề nghị từ Trung Quốc, nhưng anh thẳng thừng từ chối. Vì muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, MU chờ đợi kinh nghiệm của Dani Alves sẽ giúp Wan-Bissaka và những cầu thủ trẻ khác nhanh chóng trưởng thành. Quỷ đỏ sẵn sàng trả lương cao để có được cựu hậu vệ Barca. Liverpool đồng ý bán Rafael Camacho cho Sporting Lisbon với mức phí chuyển nhượng 5 triệu bảng kèm 2 triệu biến phí. Ngoài ra, The Kop cũng cài điều khoản mua lại cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này. Paris Saint-Germain dự kiến sẽ hoàn tất việc chiêu mộ bộ đôi tiền vệ người Tây Ban Nha Pablo Sarabia và Ander Herrera vào tuần tới. Cả hai vụ chuyển nhượng này đều được thực hiện theo diện chuyển nhượng tự do. Sau một mùa giải không thành công trong màu áo Fulham khi đội bóng này phải trở lại giải hạng nhất Anh, Ryan Babel sẽ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Galatasaray theo dạng chuyển nhượng tự do. AC Milan đã từ chối đề nghị đầu tiên Paris Saint-Germain đưa ra dành cho thủ thành Donnarumma. Cụ thể, chọc phú thành Paris sẵn sàng chi ra 20 triệu euro kèm Alphonse Areola để có Donnarumma, tương đương 46 triệu euro nhưng AC Milan muốn 70 triệu euro. Sevilla đang tiến gần tới việc đạt thỏa thuận với Luke De Jong, chân sút chủ lực của PSV Eindhoven. Mùa trước, De Jong đã ghi 32 bàn cho PSV trên mọi đấu trường và điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ có 40 triệu euro. Joao Felix dự kiến sẽ ký hợp đồng 5 năm với Atletico Madrid, nhận mức lương 3,5 triệu euro trên năm và điều khoản giải phóng hợp đồng có trị giá 250 triệu euro. Trước đó Atletico đã đưa ra đề nghị trị giá 126 triệu euro cho cầu thủ được ví là Cristiano Ronaldo mới này. Chelsea đã từ chối một đề nghị trị giá 22,4 triệu bảng Bayern Munich đưa ra dành cho Callum Hudson-Odoi. Cầu thủ này chỉ còn một năm hợp đồng với Chelsea nhưng The Blues lại đang bị cấm chuyển nhượng. Barca bất ngờ giữ Rakitic. Theo ESPN đưa tin, Barca bất ngờ lên kế hoạch giữ chân Ivan Rakitic, dù trước đó có ý định bán cầu thủ người Croatia. Thời gian qua, Rakitic liên quan đến tin đồn chuyển nhượng sang Inter, Paris Saint-Germain hoặc MU. Nguồn tin của ESPN cho biết, Barca muốn giữ Rakitic thêm một thời gian dài nữa. Vì vai trò quan trọng của anh nơi hàng tiền vệ, Barca đã chiêu mộ được Frenkie de Jong. Nhưng thay thế Rakitic không phải chuyện một sớm một chiều. Để thuyết phục Rakitic, Barca đưa ra đề nghị mức lương 14 triệu euro. Con số này vượt xa mức lương hiện tại 9 triệu euro và ngang với Coutinho. Về phần mình, trước khi mùa 2018-19 kết thúc, Rakitic tâm sự anh muốn tiếp tục sự nghiệp với Barca cho đến khi nào còn có thể.
đến với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo không bị ám ảnh chuyện tiền lương. Mới đây, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với ông Lee Jong-jun, người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo xung quanh kế hoạch tái ký hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Cuộc họp diễn ra trong khoảng thời gian 4 tiếng và đôi bên chưa thể đi đến việc ký kết hợp đồng mới. Trong khi đó, chia sẻ với báo giới Hàn Quốc tại buổi lễ trao giải ngoại giao Giang San được tổ chức ở Seoul, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, ông sẽ không đòi hỏi số tiền vô lý. Tôi chưa từng đòi hỏi một số tiền vô lý hay có hành động nào trái đạo lý cả. Tôi sẽ không bị ám ảnh bởi tiền lương. Cũng giống như trong trận đấu, tôi luôn giữ phạm vi hợp lý trong việc ký lại hợp đồng. Đó là phong cách của Park Hang-seo, huấn luyện viên Park cho hay. Duy Mạnh nói, Xuân Trường chia tay Buriram là sáng suốt. Trung vệ Hà Nội FC Đỗ Duy Mạnh, việc trở lại Hoàng Anh Gia Lai thi đấu là quyết định sáng suốt của Xuân Trường. Đối với thông tin Xuân Trường về nước, cá nhân tôi cảm thấy tiếc khi anh ấy không còn thi đấu bên Thái Lan. Tôi nghĩ quyết định của Trường là sáng suốt vì anh ấy không được thường xuyên thi đấu và điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ. Về Việt Nam, Xuân Trường đá cho Hoàng Anh Gia Lai và sẽ lại là trụ cột của câu lạc bộ. Điều đó là rất tốt. Mỗi cầu thủ thường xuyên được thi đấu sẽ đúc kết được nhiều thứ. Sau mỗi trận tự trau dồi được thêm cho bản thân những điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục. Duy Mạnh chia sẻ. Cựu huấn luyện viên U23 Thái Lan chỉ ra nguyên nhân Xuân Trường thất bại Buriram. Chia sẻ với Dinh về thất bại của Xuân Trường tại Thai League, cựu huấn luyện viên tuyển U23 Thái Lan Steve Davi cho rằng Xuân Trường vẫn là cầu thủ giỏi, song cầu thủ này đã không có đủ cơ hội để khẳng định mình tại câu lạc bộ Buriram. Xuân Trường là vụ đầu tư thất bại của Buriram United. Hãy nhìn lại quá khứ và tìm hiểu ai là người đã đưa Xuân Trường tới Thái Lan. Liệu họ đã tìm hiểu kỹ cầu thủ này có phù hợp với câu lạc bộ hay tiền sử chấn thương ra sao? Nếu Xuân Trường đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn thất bại, lỗi thuộc về câu lạc bộ bởi họ đã không đánh giá chính xác năng lực tiền vệ này. Còn nếu tỏ ra lười biếng hay gian dối, đó là lỗi của cầu thủ đó. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai muốn tạo phong cách mới cho đội bóng. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai Lee Tae-hoon cho biết, tôi thích triết lý bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi luôn muốn chơi để chiến thắng từng trận đấu. Nhưng hiện giờ ưu tiên hàng đầu là đạt được sự cân bằng cho lối chơi, tạo được phong cách mới cho đội bóng. Có như vậy mới có thể kiểm soát được kết quả của trận đấu. Các cầu thủ cũng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Các cầu thủ tập luyện và thi đấu rất chăm chỉ. Nếu họ biết cách vượt qua giới hạn của bản thân, họ sẽ trở thành cầu thủ rất giỏi. Người hâm mộ có thể thấy sự tiến bộ của các cầu thủ sau các trận đấu. Ông Lee cũng khẳng định, sẵn sàng tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ ra sân. Ông nói, tôi luôn sẵn sàng cho cầu thủ nào ra sân nếu như họ sẵn sàng. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Tôi huấn luyện họ về thể lực kể từ khi lên làm huấn luyện. Họ tập theo chương trình huấn luyện của tôi khá tốt. Nhiều cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ.